SEA Games dành cho lứa tuổi 22, còn vòng loại World Cup 2026 thuộc về các đội tuyển quốc gia. Điều dễ nhận thấy trong vài năm trở lại đây, các đội tuyển Việt Nam thường thắng thế so với Thái Lan ở các giải trẻ, nhưng khi lên đến cấp độ cao nhất là đội tuyển quốc gia, Thái Lan lại chiếm ưu thế. Cụ thể, các đội U22 và U23 Việt Nam hai lần liên tiếp giành huy chương vàng HCV nội dung bóng đá nam SEA Games vào các năm 2019 và 2022. Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan hai lần liên tiếp vô địch AFF Cup vào các kỳ giải 2020 và 2022. Tính từ năm 2017, các đội trẻ Thái Lan chưa thắng được các đội trẻ Việt Nam ở mọi cấp độ. Cá biệt tại trận đấu trong khuôn khổ vòng loại giải U23 châu Á diễn ra năm 2019, U23 Thái Lan thua đậm U23 Việt Nam khi đó đến 0-4. Điều đó cho thấy ở xuất phát điểm, chưa chắc cầu thủ Thái Lan hơn cầu thủ Việt Nam, nhưng càng trưởng thành họ lại càng chuyên nghiệp hơn, có thể đến từ việc được cọ sát ở môi trường giải quốc nội tốt hơn. Cách làm của bóng đá Thái Lan gần giống với bóng đá Nhật Bản, dành tối đa cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở những giải đấu trẻ, xem đấy là cơ hội cọ sát cho người trẻ, chứ không vội nghĩ đến thành tích ở các lứa U.